gợi ý 5 bộ ấm chén trắng cho bàn trà người Việt. Người Việt có cách thưởng trà rất giản dị mà tinh tế, không phô trương nhưng vẫn toát lên sự tường minh. Dưới đây là gợi ý 5 bộ ấm chén trắng phù hợp với phong cách bàn trà giản dị của người Việt. Bộ trà sứ viền vàng, ấm trà được thiết kế sáng tạo với phần thân ấm độc đáo, cùng tay cầm được cách điệu mới lạ. Những đường viền vàng 24K quanh miệng ấm, miệng chén tạo thành điểm nhấn nổi bật tôn lên sự sang trọng cho thiết kế. Bộ trà sứ trắng, dù không họa tiết, màu sứ trắng trơn nhưng bộ trà sứ trắng vẫn gây ấn tượng với người dùng bởi thiết kế vô cùng sáng tạo. Sự tối giản mang tới nét đẹp cực kỳ thanh lịch cho bộ sản phẩm. Bộ ấm bầu trắng, thiết kế giản dị mang đậm nét truyền thống. Bộ ấm bầu trắng đem tới cho người dùng xúc cảm thân quen của những cuộc trà dân dã. Bộ ấm chén phình thon, được thiết kế theo phong cách tối giản, dáng ấm tròn cao, thanh lịch, cùng sắc trắng sứ tinh khôi, không họa tiết cầu kỳ. Bộ sản phẩm mang tới cảm giác phong lưu, thư thái cho người thưởng trà. Bộ ấm lùn được thiết kế với dáng tròn elip mềm mại, vừa tạo sự cân đối vững vàng, là phiên bản thay thế hoàn hảo trong những bộ ấm chén bị vỡ ấm. Bạn đã chọn được bộ ấm chén nào cho bàn trà nhà mình chưa? Liên hệ Sứ Long Phương để được tư vấn kỹ hơn nhé!